Hội thảo giáo dục với chủ đề học cao đẳng từ tuổi 15 do Phổ thông Cao đẳng FPT, Polytechnic, Cơ sở Bình Dương tổ chức mới đây đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bậc phụ huynh, các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo giáo dục với chủ đề học cao đẳng từ tuổi 15, phụ huynh và học sinh đã được các chuyên gia giáo dục và lãnh đạo của Phổ thông Cao đẳng FPT, Polytechnic chia sẻ về chính sách, chủ trương trong việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp ở tuổi 15 cộng, các mô hình đơn vị đào tạo sau trung học cơ sở có tiềm năng và chất lượng hiện nay. Bên cạnh đó, buổi giao lưu đối thoại trực tiếp giúp phụ huynh đưa ra các quyết định đúng đắn nhất khi cùng con lựa chọn hướng đi trong tương lai. Các trải nghiệm tại Phổ thông Cao đẳng FPT, Polytechnic đều lấy sinh viên làm trung tâm và đáp ứng sát nhất với nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp. Theo dõi và kiểm tra các chi nhánh của trường FPT thì em thấy chương trình học của FPT học nhóm rồi học về thực hành ở trên lớp thì em thấy rất là tốt. Đầu tiên đánh giá cao đó là về cái tinh thần và cái cách hướng nghiệp cho cái con của tôi sau này ra đời, ra xã hội thì nó sẽ có một bước vững chắc. Thì đối với hệ phổ thông cao đẳng FPT á, thì được thành lập với lại một cái tiêu chí là phát triển sinh viên theo định hướng là học nhanh làm sớm và để các con có thể là gia nhập vào thị trường lao động từ năm 18 tuổi. Khi các con tốt nghiệp khỏi trường, các con mang lại được cái sự tự tin. Và cái sự tự tin này trong nó được thể hiện trong cái việc là các con đi phỏng vấn với doanh nghiệp. Các con thể hiện được là trong quá trình là từ năm 15 tuổi các con học thì các con học được gì từ năm 15 tuổi đến 18 tuổi và các con có thể làm được gì cho doanh nghiệp là thể hiện cái sự tự tin. Thì đó gần như là một cái sự liên quan đến cái việc là gần hơn 97% sinh viên của FPT có việc làm sau khi tốt nghiệp. Với phương châm học nhanh làm sớm cùng triết lý thực học thực nghiệp, sinh viên khi học tại Phổ thông Cao đẳng FPT, Polytechnic sau 3 năm học có thể tốt nghiệp với tấm bằng cao đẳng chính quy và có thể lựa chọn làm việc ngay tại doanh nghiệp hoặc hướng tới các bậc đào tạo cao hơn. Được biết hiện nay Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic đang có mặt tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, góp phần thúc đẩy quá trình phân luồng sớm sau trung học cơ sở, đem lại giá trị về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế.